Hello Ngô Thiên Tâm, con đang làm gì đấy? Sao con leo trên cao thế? Ngực vậy hả? Đây là em bé Ngô Thiên Tâm 2 tuổi. Mọi người thấy không? Em bé tìm cách để mà leo lên trên cái mặt cầu quay nè. Bây giờ là đang hơi sắp sửa khóc nè. Tự leo lên được xuống được đi. Con đi xuống. Đi xuống. Leo lên được xuống được chứ. Ngực quá. Bởi vậy là tất cả các cha mẹ phụ huynh phải chú ý em nhỏ để xem con bé thông minh thế nào và coi cách ngực ngưỡng thế nào nha. Đi xuống nào. Vui chưa? Tự leo lên trên cao. Tìm cách xuống đi, bước chân xuống. Bước chân xuống. Đi xuống nhá, đi xuống nào, giỏi quá, xuống. Mọi người thấy hai em bé rất thông minh ha, leo lên được. Bây giờ là xuống á, cái độ cao quá cho nên là không có xuống được. Bây giờ bắt thằng bé Thiên Tâm xuống nhá. Lần sau con đừng leo lên trên cao nhá, nguy hiểm lắm. Có biết không? Có hiểu không? Không được leo trèo lên trên cao nữa nhá. Xuống nào. Bây giờ thì xin chào, tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye đi. Hello Nhi Nhi đi. Nhi Nhi giúp em kìa. Nhi công chúa để ý chưa về nè. Bye bye.